ya perunannya. Đường phố bây giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi anh Ken nè? Bây giờ 10 giờ đúng không? Tầm 10 giờ rồi, 9 giờ, 4 giờ. Đường đông quá trời luôn. Ở Malaysia người ta đi. Ken, cái xe này là xe của hãng gì anh Ken? Của Malaysia nhưng mà của Malai đúng không? Đúng rồi, cái xe kia cũng thân Malai. Đúng rồi. Cái xe màu nâu kia, chiếc xe. À, đúng rồi. Thấy cái logo lạ quá. Cái xe màu nâu là Proton. À, Proton nè. Và cái xe màu bạc này là Proton. Cũng là, hai cái này cũng là của Malai, thân kiểu Malai. Cái biểu tượng kia giống như hai lần của Việt Nam á. Bố che. Masih 24% lagi. Tadi empat. Tadi saya coba lah 47. Sekarang 24. Karena saya di. 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 Saya mỗi lần xe là chạy được bao nhiêu cây? Tối đa. Dia tanya itu kalau full ah berapa kilometer boleh jalan? Full. Tidak jauh. Tidak jauh. Macam 20 kilometer. 400. 20 kilometer. Adalah. Satu kali berapa? Satu pahali banyak trip jalan-jalan. Mungkin maksud saya dari. Eh, tadi kita dah. Saya dừng cho người ta. Dia pilih slow. Pergi sini. Saya biết này là miễn phí. Dia full 100. Saya biết này chở tới Tháp Đôn miễn phí nha. 10%. Jadi 80 kilo. Kinh con định ngồi trên ghế đó hả con? Hello.
ada ini kan? King. Kinh khoái bị đồ nát quá mà cứ đòi đi. Tao mai đi nhưng mà Kinh không chịu. Ngược của Việt Nam nên nghĩa là mình
đứng mình nhìn thấy nó rất là khó chịu. Bây giờ mình lái thì chắc cũng được luôn á. Kỹ.